Mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đồng ý cho phép câu lạc bộ bóng đá Phù Đổng được sử dụng tên câu lạc bộ bóng đá gắn với địa danh Ninh Bình và sử dụng sân vận động Ninh Bình làm sân nhà trong các mùa giải tới. Cái tên mới của câu lạc bộ này sẽ là Phù Đổng Ninh Bình. Đội bóng này cũng đang tiến hành các thủ tục để đăng ký đổi tên với Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam. Trước đó, với mong muốn gắn bó lâu dài với mảnh đất cố đô, câu lạc bộ Phù Đổng đã gửi công văn tới Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Bình để có thể tiếp tục phát triển bóng đá tại nơi đây, góp một phần công sức cho nền bóng đá Ninh Bình nói riêng và bóng đá Việt Nam nói chung. Bản tên câu lạc bộ ở mặt tiền sân Ninh Bình cũng đã được thay thế vào sáng nay. Câu lạc bộ Phù Đổng Ninh Bình đã có trận giao hữu với câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định sau lễ ra mắt và xuất quân của đội bóng vào chiều nay. PSSI đang tiếp tục những công việc để nâng tầm giải bóng đá vô địch quốc gia Indonesia Liga 1. Như đã cam kết trước mùa giải 2023-2024 của Chủ tịch PSSI, Erick Thohir, rằng tất cả các sân vận động tại Liga 1 sẽ sử dụng màn hình LED quảng cáo vòng quanh sân như các sân vận động tại giải ngoại hạng Anh. Hiện nay, PSSI đã bắt đầu vận chuyển các màn hình LED này đến từng sân vận động để các câu lạc bộ lắp đặt. Tất cả màn hình LED này đều nhập khẩu từ châu Âu. Dễ dàng nhận thấy, trong mỗi chiếc hộp đựng màn hình LED, có in logo của câu lạc bộ và logo của ban tổ chức Liga 1. Hiện tại, màn hình LED quảng cáo đã được lắp đặt tại sân vận động Ya Tigiri của câu lạc bộ PSIS Semarang và sân vận động GBLA của PSV Bandung. Sân vận động AIA sẽ tiến hành lắp đặt mái che cho khán đài phía Tây trong tháng 10 này. Dự án dự kiến hoàn thành ngay trong tháng 10. Sân vận động này có thiết kế 2 khán đài với sức chứa 3.000 khán giả. Đây là sân nhà của câu lạc bộ IFI Đăng Co Sen Chay, đội bóng đang chơi tại giải ngoại hạng Cambodia.